vâng, rất cảm ơn quý vị đã tiếp tục đồng hành cùng với bản tin FBNC tối nay. Minh Vy xin mời quý vị dành ít phút để theo dõi những thông tin tiếp theo. Trong tháng 6 và tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều dự án nhằm hướng cộng đồng đến những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. Các hoạt động này nằm trong chiến dịch tiêu dùng sản phẩm xanh lần 7 vừa được phát động vào cuối tuần qua. Chiến dịch tiêu dùng sản phẩm xanh là sự kiện do báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp Hợp tác xã Sài Gòn Co-op tổ chức từ năm 2010 đến nay. Chiến dịch hướng tới vận động cộng đồng có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường như ủng hộ tiêu dùng sản phẩm xanh, sản phẩm của doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động vì môi trường, vân vân. Sự kiện cũng là dịp để các doanh nghiệp đánh giá trách nhiệm của mình với môi trường, với cộng đồng, có hướng kinh doanh bền vững, cải thiện chất lượng môi trường sống. Sau 6 năm tổ chức, theo đánh giá của ban tổ chức, chương trình đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người tiêu dùng, doanh nghiệp. Thông qua hoạt động của chương trình này thì có tổng cộng hơn 3 triệu người dân đã cùng tình nguyện tham gia hưởng ứng, tham gia các hoạt động cũng như là các cái ký kết về mặt là bảo vệ môi trường thông qua những cái chương trình. Và trong tất cả các sản phẩm mà xanh được tiêu dùng tại hệ thống cấp mát thì trong tháng tiêu dùng xanh thì có tăng trưởng đến 40-60% so với lại những thời điểm trước. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cảm nhận được ý thức của cộng đồng doanh nghiệp cũng như ý thức được của người dân gia tăng hơn rất là nhiều đối với lại những sản phẩm này, và những sản phẩm này thì càng có cơ hội được phát triển nhiều hơn ở tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các cái tỉnh thành. Chiến dịch tiêu dùng sản phẩm xanh năm nay tập trung vào các hoạt động như tháng tiêu dùng xanh tại hệ thống Co-op Mart, Co-op Extra như trên toàn quốc, tiếp sức người tiêu dùng xanh dự án khu phố xanh, thư viện xanh, vân vân. Tại lễ phát động, đại diện chính quyền, các sở ngành, doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng đã thực hiện nghi thức lăn tay cam kết tiêu dùng xanh, cam kết chung tay hành động để cải thiện chất lượng môi trường sống. Thưa quý vị, với mục tiêu đưa Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, trung tâm về du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và nông nghiệp công nghệ cao của cả nước, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định trao một số cơ chế đặc thù để địa phương này phát huy tối đa tiềm năng phát triển. Thủ tướng Chính phủ vừa trao cơ chế chính sách đặc thù để thành phố Đà Lạt phát triển lĩnh vực du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp và nông nghiệp công nghệ cao. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng được phép cho các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản trừ các dự án du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng trong phạm vi thành phố Đà Lạt sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng, được phép chuyển nhượng dự án cho các đối tượng khác xây dựng nhà ở, công trình kiến trúc theo quy hoạch chung đã phê duyệt. Đơn vị tham gia đầu tư tại thành phố Đà Lạt được miễn thuế nhập khẩu vật tư, trang thiết bị để đầu tư xây dựng nhà kính, nhà lưới sản xuất rau, hoa, ứng dụng công nghệ cao mà trong nước chưa sản xuất được trong thời gian 5 năm. Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ tối ngày 4 tháng 6, chuyến bay thẳng đầu tiên từ Auckland đến Thành phố Hồ Chí Minh của hãng hàng không Air New Zealand đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đánh dấu sự ra đời chính thức của đường bay thẳng không điểm dừng đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Sự kiện này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác và kích cầu ngành du lịch giữa hai quốc gia đều là thành viên của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Để hiểu rõ hơn về kế hoạch khai thác đường bay này tại Việt Nam trong tương lai như thế nào, phóng viên của chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với ông Cam Willett, Giám đốc bán hàng và thương mại của Air New Zealand. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn ông Wallace đã dành thời gian trò chuyện với FBNC. Đầu tiên, xin chúc mừng chuyến bay đầu tiên từ Auckland đến Thành phố Hồ Chí Minh của Air New Zealand vừa hạ cánh hôm 4 tháng 6 vừa qua. Thưa ông, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng thương mại với New Zealand nhanh nhất, với mức tăng là 20% mỗi năm và liên tục trong vòng 5 năm qua. Giá trị giao dịch hiện tại giữa hai bên đã vượt 1 tỷ đô New Zealand rồi. Ngoài ra còn nhiều câu hỏi khác từ TPP nữa. Liệu có phải những số liệu này là cơ sở để hãng quyết định mở đường bay thẳng hai chiều giữa hai nước hay không ạ? Đúng là các số liệu kinh tế này cũng giữ một vai trò trong phân tích thị trường của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi tọa lạc tại một nơi có vị trí đắc địa như Auckland. Nhiều năm trước, chúng tôi cảm thấy mình hơi bị tách biệt, nhưng hiện tại chúng tôi đang nằm trong một khu vực kinh tế đang phát triển rất nhanh của thế giới. Vì thế, chúng tôi không ngừng tìm kiếm các cơ hội kinh tế với nhiều nước. Mặt khác nữa là hiện tại, New Zealand đang phát triển du lịch rất mạnh, cũng như người dân của chúng tôi cũng thích đi du lịch ở nước ngoài nhiều hơn. Vì vậy, khi mở một đường bay mới đặc biệt là bay thẳng, chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tôi rất tự tin về đường bay mới này, cũng như về tương lai phát triển của chúng tôi. In 2014, I have done some research before going to the interview with you.
Trước khi đến đây, tôi cũng có tìm được một ít số liệu. Trong năm 2014, Việt Nam đã đón hơn 33.000 lượt khách từ New Zealand. Và trong 9 tháng đầu năm 2015, lượng khách New Zealand đến Việt Nam đã đạt hơn 24.000 lượt. Nhưng vẫn chưa thấy công bố số liệu về chiều ngược lại, vì được cho là có ít người Việt Nam đến New Zealand. Nếu số lượng khách bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Auckland không đủ, thì ông sẽ có giải pháp nào cho vấn đề này ạ? Khi nhìn vào một thị trường mới, chúng tôi luôn nhìn vào từng yếu tố có thể giúp chúng tôi thúc đẩy nhu cầu thị trường. Nếu nhìn vào đường bay này, rõ ràng thì chủ yếu là khách từ New Zealand đến Việt Nam sẽ nhiều hơn. Tôi tin đây sẽ là một điểm đến rất hấp dẫn đối với du khách New Zealand. Nhiệm vụ sắp tới của chúng tôi là phát triển nhu cầu thị trường, bởi vì hiện tại chúng tôi chưa xây dựng được một đội ngũ chủ chốt tại đây, chưa phát triển hoạt động marketing tại đây. Hiện tại, cách mà nhiều hành khách chọn bay đến New Zealand là từ Singapore qua đường bay thẳng của chúng tôi ở bên đó, bằng cách quảng bá về sự hiện diện của hãng, cũng như tìm sự hỗ trợ từ ngành du lịch của New Zealand và từ các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh của New Zealand. Trong trung và dài hạn, chúng tôi tin mình có thể kích cầu thị trường ở đây. Chúng tôi cũng hiểu được rằng, trong ngắn hạn, số lượng khách Việt Nam đến New Zealand chưa thể tăng nhiều được. Nhưng tôi tự tin qua thời gian, chúng tôi sẽ thay đổi được điều này. Chúng tôi cũng nhắm đến một số lĩnh vực như là giáo dục chẳng hạn. Có một số trường đại học cũng tuyển sinh nhiều sinh viên đến học tập và nghiên cứu tại New Zealand. Đó cũng là một thị trường chúng tôi có thể phát triển, và New Zealand là một địa điểm du lịch đang hết sức hấp dẫn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải đổ đầu tư vào lĩnh vực này nhiều hơn để du khách thấy được du lịch New Zealand có những gì thú vị. Now to go to New Zealand, Vietnamese passengers will have two choices. Hiện tại đến New Zealand thì du khách Việt Nam có hai lựa chọn. Thứ nhất là chọn bay thẳng không dừng, thứ hai là chọn bay quá cảnh. Cách đầu tiên sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho hành khách, nhưng cách thứ hai lại tiết kiệm tiền hơn. Vậy ông nghĩ làm thế nào để khách hàng lựa chọn bay thẳng? Thường thì khi di chuyển, người ta đều mong muốn đến nơi mình cần đến nhanh nhất có thể. Vì thế, chúng tôi chọn sử dụng chiếc máy bay 787 Dreamliner. Đây chỉ là một ví dụ điển hình trong đội tàu bay của hãng, có thể phát triển được nhiều dịch vụ rất thích hợp dành cho các đường bay dài. Khi nhìn vào đường bay thẳng và bay quá cảnh, dĩ nhiên chúng tôi vẫn có thị phần khách muốn bay thẳng, không điểm dừng. Nhưng chúng tôi cũng biết là mình sẽ bị cạnh tranh về mặt giá cả. Chúng tôi luôn cố gắng đưa ra một mức giá vừa có thể kích cầu, lại vừa có thể cạnh tranh được không chỉ đơn thuần là các hãng hàng không, mà còn cả các điểm đến khác nữa. Chúng tôi phải đảm bảo làm sao đưa ra một mức giá phù hợp với khoảng cách chặng bay và phù hợp dịch vụ cung cấp. Tôi nghĩ với dịch vụ trực tuyến và dịch vụ trực tiếp mà chúng tôi cung cấp, thì lượng khách hàng của chúng tôi sẽ đa dạng hơn. At the Singapore Air Show 2016. Tại sự kiện Singapore Air Show năm 2016, một đại diện của nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus có đưa ra nhận định, ngành hàng không của khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ phát triển nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới. Và cũng vì lý do này, ngành hàng không trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Vậy ông nhìn nhận về khả năng cạnh tranh của hãng trong khu vực này như thế nào? Và ông có tự tin rằng đường bay Auckland, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển được như kỳ vọng của ông? Hiện tại, chúng tôi rất tự tin về khả năng thâm nhập vào các thị trường mới của mình, cũng như là thúc đẩy nhu cầu ở đó. Ví dụ như chúng tôi cũng đã mở vài đường bay mới, có Houston, Buenos Aires. Cuối năm nay chúng tôi sẽ mở đường bay sang Manila. Vài năm trước thì đã đến Singapore. Chúng tôi cũng gặt hái được nhiều thành quả và đúc kết được nhiều kinh nghiệm từ việc thâm nhập các thị trường mới. Chúng tôi hiểu cách rót vốn đầu tư để phát triển thị trường và kích cầu là như thế nào. Một điều hết sức may mắn là chúng tôi nằm trong khu vực kinh tế chiến lược Thái Bình Dương. Chúng tôi hiểu được đây là nơi có rất nhiều cơ hội kinh tế. Nếu như nhìn vào số lượng dân sống ở khu vực này, cũng như số lượng đầu tư đổ vào đây. Chúng tôi cũng đầu tư rất nhiều vào hợp tác liên minh. Hiện chưa có đối tác liên minh hàng không nào tại Việt Nam, nên chúng tôi đã hợp tác với Cathay Pacific ở Hồng Kông. Chúng tôi cũng là đối tác của Air China và Singapore Airlines. Chúng tôi xây dựng hợp tác liên minh để cùng thúc đẩy nhu cầu thị trường. Xin cảm ơn rất nhiều những chia sẻ của ông. Tôi cũng rất mong được nhìn thấy thêm nhiều hợp tác mới của Air New Zealand tại Việt Nam. Cảm ơn bạn.
Vừa rồi là những hình ảnh ở thành phố Lyon, nước Pháp. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin tối nay với những nội dung như sau. Thời gian qua có thể nói là thời điểm mà các doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản liên tục phải đối mặt với khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn tự tin rằng đơn vị của mình sẽ không bị đẩy lùi mà ngược lại sẽ phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. Không chỉ đặt mục tiêu phủ sóng thị trường trong nước, một số doanh nghiệp còn có kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm đối tác và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Đây cũng là kế hoạch mà bà Nguyễn Thị Minh Tâm, giám đốc công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sinh, chia sẻ tại buổi lễ kỷ niệm 19 năm thành lập công ty diễn ra vừa qua. Để thực hiện mục tiêu này, bà Tâm cho biết trong năm 2016-2017 sẽ tiến hành mở thêm 2 nhà máy chế biến thực phẩm đông lạnh, chế biến sẵn và thức ăn nhanh nhằm giới thiệu rộng rãi sản phẩm của mình đến người tiêu dùng. Đối với nội địa thì phủ đầy toàn quốc, cũng như kế hoạch xây dựng nhà máy tại Vĩnh Long và để cung cấp với thị trường miền Tây và nhà máy tại chi nhánh nhà máy tại Hà Nội để phục vụ cung cấp cho thị trường miền Bắc. Đối với thị trường xuất khẩu thì vừa qua đã tiến hành thực hiện những đơn đặt hàng mẫu của tập đoàn Việt Quơ của Mỹ, cũng như một khách hàng phân phối rất là lớn tại thị trường Canada thì cũng đang dần tiến hành đến để tiến tới thực hiện hợp đồng. Một trong những hoạt động cụ thể của kế hoạch nói trên là mới đây, công ty này cũng đã có buổi gặp gỡ với đại diện doanh nghiệp chuyên phân phối bán lẻ các mặt hàng thực phẩm thông qua các chuỗi siêu thị tại Mỹ để tìm hiểu kỹ hơn nhu cầu của thị trường khó tính này, từ đó tiến hành cung ứng sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, việc đầu tư thêm trang thiết bị, máy móc chế biến cũng như tập huấn thêm các kỹ năng về quy trình sản xuất bán hàng cho công nhân viên là việc mà đại diện công ty khẳng định sẽ chú trọng tổ chức trong thời gian tới. Vào cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC ông Thomas Bach đã xác nhận trên truyền thông sẽ có 10 vận động viên hiện đang tị nạn được thi đấu với danh nghĩa là vận động viên của Liên đoàn Olympic. 5 trong số đó đến từ Nam Sudan, hiện đang sống tại trại tị nạn Kakuma ở Kenya. Đa phần các vận động viên này đều phải rời khỏi đất nước do ảnh hưởng chiến tranh và các biện pháp di tản an ninh cho người dân. Vì thế, quyết định hỗ trợ các vận động viên này để họ có được điều kiện tập luyện và thi đấu là một điểm sáng cho Ủy ban Olympic năm nay. Ngọn đuốc Olympic lại vừa hoàn tất một tuần hành trình nữa trên đất nước chủ nhà Brazil, nơi dự kiến sẽ truyền qua tay gần 12.000 người tại 335 thành phố cho đến tận ngày 5 tháng 8, khi ngọn đuốc sẽ về sân vận động trong lễ khai mạc Olympic tại Rio de Janeiro. Không chỉ cố định ở phương thức truyền thống khi đưa đuốc là chạy bộ, năm nay ngọn đuốc còn được vận chuyển bằng đường nước ván, trượt dây treo trên cao, cưỡi ngựa, v.v. Người dân ở các thành phố mà ngọn đuốc được đưa đến đều tỏ ra hào hứng và chào đón nồng nhiệt bằng các sự kiện lễ hội. Cũng vào cuối tuần qua, các thành viên cấp cao của IOC cũng đã hoàn tất cuộc họp nội bộ diễn ra 3 ngày liên tục tại Lausanne, Thụy Điển. Một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc họp này chính là sự kiện sập cầu luyện tập gây tai nạn cho 3 vận động viên xe đạp hồi tháng 4 vừa qua. Qua đó, các thành viên cũng đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề chính trị hiện nay tại Brazil, liệu có làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức Olympic. Ngoài ra, cuộc họp còn đề cập đến các báo cáo của công tác chuẩn bị các kỳ Olympic sắp tới ở Tokyo năm 2020 và Thế vận hội mùa đông ở Yongsan năm 2018 và Bắc Kinh 2022. Huyền thoại lừng danh Muhammad Ali, người đã từng đến Việt Nam năm 1994 để tuyên truyền nỗ lực phản đối chiến tranh và những hậu quả của chiến tranh gây ra, đã chính thức qua đời ngày 4 tháng 6 vừa qua tại bệnh viện sau khi bị rối loạn hô hấp. Năm 1967, Ali đã từ chối lệnh nhập ngũ khi biết được cuộc chiến tại Việt Nam là vô nghĩa và phi nhân đạo, mặc dù quyết định này của ông đã khiến ông phải đối mặt với án tù. Anh Phan Ngọc Minh, quản lý một cơ sở phòng tập boxing tại Hà Nội, cũng đã cùng với các thành viên của mình có một ngày tưởng niệm những đóng góp và vinh danh ông. Minh Vi xin mời quý vị tiếp tục cố định kênh FBNC. Chúng ta sẽ cập nhật những tin tức nổi bật trên thế giới. Đa số người dân Thụy Sĩ bác bỏ kế hoạch trả lương tối thiểu cho mọi người dân. Tập đoàn thời trang Anh Quốc BHS đứng trước nguy cơ phá sản.